Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu một cái cuốn sách mà nó là dạng sách để dành xem ngày xem giờ. Đây là một cái cuốn mà nó vừa là lịch vạn niên mà vừa là xem ngày xem giờ. Cuốn này nó lịch nó 100 năm, nó từ 2001 đến 2100. Của nhà xuất bản Hồng Đức. Đây là cái phần mà về cái tục xem ngày. Ta xem như thế nào là người ta cũng hướng dẫn cho chúng ta xem một cái cách rất khoa học chứ không theo cái kiểu là mê tín dị đoan. Đấy. Đây là ta xác định can chi nó thuộc là âm can hay dương can, âm chi hay dương chi. Rồi là âm mộc hay dương mộc. Đấy. Cụ nào là âm mộc mà cụ nào là dương mộc, ví dụ thế. Ví dụ đây nó là dương can thì nó gồm giáp, bính, mậu, canh, nhâm, nó là dương can. Mà chi dương nó là tý, dần, thìn, ngọ, thân, tuất. Đấy, nó là chi dương. Cái phần còn lại nó là âm can và âm chi. Đấy. Đây là một cái thuyết ngũ hành. Mà người ta hướng dẫn cho ta cái cách để rồi để xem ngày xem giờ như thế nào thì nó tốt. Còn đây là cái bảng mà cái ông nào là mộc mà ông nào là hỏa. Đây. Ví dụ như là cái ông mộc là ông giáp là dương mộc, ông dần cũng là dương mộc. Đấy, đó là cái ông can và ông chi. Còn cái ông ất là âm mộc mà ông mão cũng là âm mộc. Đấy. Nếu còn nói về phương hướng thì nếu như là phương đông thì nó thuộc mộc, phương nam thuộc hỏa, trung cung thuộc thổ, phương tây thuộc kim, phương bắc thuộc thủy. Đó là các cái kiến thức cơ bản mà người ta chỉ cho ta. Còn mùa xuân thì nó vượng mộc, mùa hạ nó vượng hỏa, tứ quý là nó vượng thổ. Tứ quý tức là 4 tháng cuối mùa, tháng 3, tháng 6 và tháng 9, tháng 12. Đó là gọi là tứ quý. Còn mùa thu thì vượng kim, mùa đông thì vượng thủy. Đây là các cái kiến thức cơ bản mà người ta hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta nắm được cho nó chắc, để cho trong cái thuật xem ngày. Ngày giờ theo cái thuật là can chi, ngũ hành nạp âm, ngũ hành tương xung tương khắc. Đây là cái bảng mà vượng tướng hưu tù tử của ngũ hành. Mùa xuân thì nó vượng mộc. Nếu như anh nào mà ngũ hành là mộc thì xây nhà xây cửa cưới gả vào mùa xuân thì rất tốt. Ở đây người ta tính cho cái ngũ hành gốc chứ không phải là ngũ hành nạp âm. Ví dụ như là giáp dần, đấy, nó cũng là mộc, ất mão nó cũng là mộc, nhưng mà khi nạp âm rồi nó là thủy. Nhưng ở đây người ta tính theo ngũ hành gốc của nó. Như khi mà ta tính ra cái ngũ hành nạp âm rồi ấy, thì nó áp vào đây thì nó lại không đúng. Ví dụ như mùa xuân nó mộc nó vượng thì cái ông giáp ông là mộc thì ông cũng vượng vào mùa xuân, và cái ông dần ông cũng là mộc thì có nghĩa là cái ông giáp dần nó sẽ làm gì nó vào cái mùa xuân này là nó rất vượng. Đấy, còn mùa hạ thì hỏa nó vượng, mùa thu thì kim nó vượng, mùa đông thì thủy nó vượng, 4 tháng tứ quý thì thổ nó vượng. Đây là cái bảng mà nó can chi nó thuộc âm hay thuộc dương. Đây đây là các hàng can nó hợp nhau, ví dụ như can tuổi với can ngày chẳng hạn. Ví dụ như là cái ông giáp, ông giáp dần chẳng hạn, thì làm cái gì vào các cái ngày kỷ thì nó hợp. Đấy. Và các cái ngũ hành lần này nó cũng tính cho cái việc mà vợ chồng lấy nhau, nam nữ lấy nhau nó hợp hay không. Tức là ở trên thì là các cái
thiên can nó hợp với nhau từng cặp một. Giáp thì hợp kỷ, ất hợp canh, bính hợp tân, đinh hợp mà nhâm, mậu hợp quý. Còn ở dưới đây là các cái thiên can xung. Giáp xung mậu, ất xung kỷ, bính xung canh, đinh xung tân, mậu xung nhâm, kỷ xung quý, canh xung giáp, tân xung ất, nhâm xung bính, quý xung đinh. Địa chi tương hợp thì có 6 cặp địa chi hợp hóa nhau một chi âm với một chi dương, tức là Sửu thì hợp Tý, hợp hóa thổ, hóa hợp khắc. Có nghĩa là đây người ta chỉ cho ta cái cách nạp âm đó. Tức là về cái ngũ hành gốc và ngũ hành nạp âm. Thế đây là các cái kiến thức mà người ta hướng dẫn cho chúng ta một cái cách để ta hiểu được cái ngũ hành gốc và ngũ hành nạp âm nó như thế nào. Mà đây là cái bảng mà ngũ hành nạp âm. Tức là khi mà nó nạp và nạp giữa can và chi nó sẽ ra một cái ngũ hành khác. Đây là cái bảng mà tính trực để theo tuổi, tất cả nó có 12 trực và 60 tuổi trong 60 hòa giáp. Thì cứ có 5 tuổi, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tuổi thì nó sẽ trong một trực, nó nằm trong một trực. Nó là cố định. Và đây là nó có một cái bài phú giải về 12 trực, ai sinh vào năm có cái trực gì nên xem để biết khái quát cuộc đời nó như sau. Đấy, ví dụ người trực kiến nó như nào, người ở trực trừ nó như nào. Nó có cái phú giải 12 trực. Tức là ai là cái tuổi gì ấy. Ví dụ như Ất Mão nó là trực bế, Kỷ Mão nó trực bế, Nhâm Ngọ trực bế, Đinh Dậu trực bế, Giáp Tý trực bế. Đấy, tức là mỗi một trực là có 5 tuổi. 12 trực thì nó vòng quanh là hết 60 tuổi trong 60 hòa giáp. Đây là cái lời phú giải tổng quát cuộc đời. Đây là một cái tài liệu chính thống mà người ta in ấn nó của các cái nhà xuất bản được nhà nước người ta công nhận có giấy phép để chúng ta tìm hiểu về cái bộ môn xem ngày xem giờ. Đây là bắt đầu người ta hướng dẫn cho chúng ta cái cách xem. Đây là ví dụ như tháng giêng, cái này nó là vạn niên, năm nào cũng xem được. Tức là nên tu tạo chọn đất thì những ngày thiên đức. Ví dụ như thiên đức thì nó ở các cái ngày mà có thiên can là đinh. Nguyệt đức thì nó tại các ngày bính. Nguyệt không tại các ngày nhâm. Thiên đức hợp tại các ngày nhâm. Nguyệt đức hợp tại các ngày tân. Và đây là lần lượt các ngày trong tháng giêng, ngày nào nó có cái sao gì, người ta ghi hết trong đây rồi. Nó có những sao hung và sao cát, nên làm việc gì, không nên làm việc gì, người ta ghi rõ đây. Nó có 12 tháng,
lần lượt từ tháng riêng. Mỗi một tháng người ta sẽ giải thích 60 ngày hoạt giáp trong tháng. Video nó chưa được dài nhưng mà tôi xin phép được dừng video ở đây. Nếu như cô chú anh chị và các bạn nào có nhu cầu giao lưu sử dụng cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.